Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 vinh dự có cơ hội đón hơn 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên Hội nông dân trên toàn quốc từ khắp các tỉnh thành. Và ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ và trao đổi với đại biểu Y Khâm đến từ tỉnh Gia Lai. Vâng, xin mời anh. Xin chào anh Y Khâm ạ. Anh có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho khán giả dân Việt được biết không ạ? Chào khán giả dân Việt, tôi tên là Y Khâm, phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Gia Lai. Dạ vâng, là một lãnh đạo của Hội nông dân tỉnh Gia Lai thì mình có đặc biệt quan tâm đến các vấn đề gì sẽ diễn ra trong các buổi thảo luận của đại hội lần này không ạ? Lãnh đạo của hội thì trong các phiên thảo luận thì cũng rất quan tâm nhiều vấn đề, trong đó là quan tâm nhất về vấn đề là làm sao giải quyết cái xóa đói giảm nghèo. Thì tỉnh Gia Lai thì tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đặc biệt là trong đó là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm rất là cao. Vì vậy cũng trong đại hội này thì cũng mong đại hội có những cái giải pháp để giúp cho hội viên nông dân nghèo. Dạ vâng, với vai trò là một lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Gia Lai thì trong những buổi thảo luận, nếu mà mình có cơ hội đóng góp ý kiến thì mình sẽ xây dựng đóng góp những ý kiến gì để cho phong trào xây dựng Hội nông dân các cấp được diễn ra ngày một tốt đẹp, và đặc biệt là phong trào xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Gia Lai mình đạt được hiệu quả cao ạ, thưa anh? Trong các buổi thảo luận thì tôi quan tâm tới vấn đề phát triển kinh tế tập thể, trong đó là phát triển chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, làm sao để cho bà con nông dân liên kết với nhau để sản xuất chế biến tiêu thụ, từ đó thì mới tạo ra được lợi nhuận và thông qua đó thì mới tăng được cái thu nhập, qua đó là giải quyết được cái vấn đề xóa đói giảm nghèo. Vâng, thưa anh, thế thì theo anh, việc liên kết tập thể có phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo tại địa phương mình không ạ? Liên kết sản xuất nó là một cái chìa khóa để phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Gia Lai, bởi vì là vùng phát triển nông nghiệp và cây công nghiệp thì các cái hộ mà tự sản xuất thì cũng không có khả năng, vì vậy chúng ta là phải liên kết lại với nhau thì mới mang lại hiệu quả cao. Vậy thì sắp sửa bước vào ngày làm việc đầu tiên, vậy thì mình có cảm xúc như thế nào và mình có kỳ vọng gì vào nhiệm kỳ sắp tới ạ? Sắp sửa vào đại hội thì tôi thấy rất là vinh dự đại diện cho hơn 180.000 hội viên nông dân tỉnh Gia Lai dự đại hội lần thứ 8 của Hội nông dân Việt Nam. Thì trong cái nhiệm kỳ tới thì tôi kỳ vọng đại hội sẽ có những cái bước đột phá, trong đó là tập trung vào cho người nông dân. Dạ vâng, xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ của anh Y Khâm ạ. Xin mời quý vị khán giả cùng quay trở lại với không khí của buổi đại hội.